Hello, xin chào mọi người. Tiếp tục với chuỗi series hướng dẫn phần mềm Simple Facebook, thì video này em sẽ hướng dẫn mọi người một cái tính năng rất là đặc biệt, là tính năng lọc một cái đối tượng trên phần mềm Simple Facebook. Thì khi mình mở hoặc là mình quét một cái đối tượng bất kỳ trên phần mềm Simple Facebook này, thì ở cái mục tìm kiếm và giao diện tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị là cột tên này, cột giới tính này, cột UID này, cột độ tuổi tức là năm sinh, và cột địa điểm tức là nơi sinh sống của cái UID bất kỳ nào đó. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cách để lọc những cái đối tượng trên này, tức là lọc điều kiện ở từng cái ô một với nhau. Ok, đầu tiên thì mọi người sẽ mở phần mềm Simple Facebook lên, chọn tài khoản thôi. Ví dụ em sẽ lọc một cái đối tượng là bạn bè của một cái đối tượng nào đó bất kỳ đi. Đây, ví dụ em sẽ lọc bạn bè của ba người này đi. Sẽ ra một cái danh sách. Ok, mặc lát mọi người đợi một xíu. Ví dụ đây là cái danh sách này, nó sẽ có tên này, giới tính này, ngày sinh này, tức là năm sinh, số tài email thì một số 4 lít thì mình mới thấy thôi, và quan trọng là địa điểm. Thì thường thì đối với những cái chị nào mà đang bán về mỹ phẩm đi, thì chỉ muốn target những đối tượng là nữ thôi, thì mình sẽ chọn như sau. Ví dụ ở cột giới tính này thì mình sẽ click chuột phải này, mình chọn này, mình chỉ giữ lại nữ thôi. Ví dụ trong cái tệp 2004 người này thì sẽ có 1059 là nữ, thì mình sẽ chọn là nữ và mình bấm là danh sách. Thì trong này nó sẽ giữ lại những đối tượng là nữ, tức là đúng cái điều kiện đó. Ok, thì mình sẽ lưu file lại hoặc là mình kết bạn trực tiếp luôn. Đó, thì mình sẽ loại bỏ được những đối tượng là nam. Ok, mình sẽ tạm bỏ cái điều kiện này đi. Ok, tiếp theo ví dụ như là mình muốn target tới một cái địa điểm bất kỳ. Ví dụ như em hiện tại đang sống ở Hồ Chí Minh, mà em chỉ muốn tiếp cận những đối tượng ở Hồ Chí Minh thôi, thì em sẽ lọc theo cái địa điểm. Ở phần địa điểm này thì tương tự như giới tính, thì mình sẽ lọc nâng cao này. Mình sẽ chọn, ví dụ em sẽ chọn là Hồ Chí Minh thôi, thì em sẽ chọn một cái địa điểm Hồ Chí Minh nào đó nó là nhiều người dùng nhất. Xem kéo xuống một xíu, Hồ Chí Minh nhiều người dùng nhất, thì cái định dạng đó là cái định dạng chọn. Đây là Hồ Chí Minh nhiều người dùng nhất này, thì nó là định dạng chọn. Ngoài ra thì mình có thể chọn một số cái địa điểm Hồ Chí Minh khác nữa, ví dụ như là Đa Cao Hồ Chí Minh, Củ Chi này. Ok, là danh sách. Thì trong danh sách này nó sẽ đúng cái điều kiện là Hồ Chí Minh thôi. Sau đó em sẽ lưu file hoặc là em kết bạn trực tiếp những đối tượng này, thì mình sẽ đã lọc được theo cái địa điểm. Hoặc là mình có thể kết hợp, ví dụ như là em chỉ kết bạn với những đối tượng là nam thôi, là nam và ở khu vực này, thì em sẽ lọc điều kiện. Ok, tương tự như vậy thôi. Đấy, ở phần giới tính và phần địa điểm thì lọc như vậy. Tương tự ở cái phần năm sinh thì mình cũng lọc như vậy thôi, nhưng mà năm sinh thì mình hạn chế lọc, mình chỉ lọc theo cái kiểu mà loại bỏ thôi. Ví dụ mình xóa điều kiện lọc ở hai cái trường này đi. Ok, ví dụ trong cái tệp này đó thì một số người ta không public, thì em sẽ không biết được độ tuổi, thì em sẽ lọc theo cái loại loại bỏ. Ví dụ như là trong danh sách này em sẽ lọc những đối tượng mà ngoài 18, tức là những đối tượng là 18 tuổi, 16, 17, thì em sẽ tìm kiếm trực tiếp trên ô này luôn. Ví dụ em sẽ tìm là những đối tượng sinh năm 1999 đi. Ok, nó sẽ hiện lên danh sách này, thì em sẽ xóa danh sách, hoặc là em ok, em sẽ xóa danh sách, thì nó sẽ loại bỏ những đối tượng là một thuộc cái điều kiện này. Okay, ví dụ như là 2000 đi. Đó, thì sẽ có một số người. Okay, mình sẽ bỏ cái UID đi, mình xóa danh sách. Tương tự, ví dụ 1998, mình sẽ xóa danh sách đi. Ok, thì trong cái tệp này thì nó sẽ được loại bỏ những đối tượng là sinh năm 1998, 1999 và 2000 đã được loại bỏ đi, và còn giữ lại những đối tượng thuộc cái điều kiện đó. Ok,
Như vậy là em đã hướng dẫn xong mọi người cách để lọc những cái đối tượng trên phần mềm Simple Facebook này, lọc theo giới tính này, lọc theo giới tính, lọc theo năm sinh, lọc theo địa điểm. Thì cái điều đó rất là quan trọng đối với một số anh chị muốn target theo những đối tượng là theo giới tính là nữ hoặc là nam, hoặc là những đối tượng theo địa điểm, ví dụ như là Hồ Chí Minh, Hà Nội, hoặc là những cái tỉnh thành ở những cái khu vực lớn, thành phố lớn. Ok, ngoài ra thì em sẽ hướng dẫn anh chị luôn một cái tính năng rất là hay. Tức là mình có thể lọc trực tiếp bạn bè của mình luôn. Ví dụ trong chat bạn bè này, em nó có khoảng 4.000 người. Ok, 4.032 người. Thì em muốn loại bỏ những đối tượng là không thuộc khu vực Hồ Chí Minh thì em sẽ lọc. Em sẽ chỉ chọn là ok, em sẽ chỉ chọn là Hồ Chí Minh thôi. Đây, đây là Hồ Chí Minh. Và danh sách thì trong này nó sẽ có những cái đối tượng là Hồ Chí Minh thôi. Thì em sẽ xóa danh sách này đi. Ok, xóa danh sách này. Sau khi xóa thì em sẽ bỏ điều kiện ra. Thì trong này nó sẽ còn những đối tượng. Đây, trong này nó sẽ còn những đối tượng mà ở những cái tỉnh thành khác ngoài Hồ Chí Minh. Thì em sẽ hủy bạn đi. Ok, còn 2.008 người. Mọi người có thể thấy lúc nãy em đã lọc những đối tượng ở Hồ Chí Minh khoảng 1.002 người. Đó. Tương tự, ví dụ như là ví dụ em sẽ lọc những đối tượng ngoài độ tuổi 18 chẳng hạn đi. Em sẽ tìm trực tiếp trên ổ này. Ví dụ em sẽ tìm những đối tượng sinh năm 1999. Đây có khá nhiều này. Một số nó bị nhầm thì em sẽ bỏ tiếp đi. Ok, bỏ tiếp đi. Ok, sau đó thì em sẽ hủy bạn. Thì em sẽ hủy trực tiếp kết bạn với những đối tượng ngoài độ tuổi và tiềm năng, tức là 1999 tương tự. Ok, mọi người để phần mềm chạy nó ra xong. Tương tự những cái tab khác, ví dụ như là 1998. Đó, một số đối tượng mà nó bị lỗi thì mình có thể bỏ tiếp đi. Ok, tương tự mình cũng hủy bạn. Tương tự ví dụ như là 2000, hoặc là những đối tượng sinh năm 1985, 1970 chẳng hạn đi, cũng sẽ có thì mình cũng có thể hủy bạn. Ngoài cái độ tuổi tiềm năng thì mình sẽ hủy đi. Ok. Ok, đó là một cái tính năng rất là hay để mình lọc trực tiếp những đối tượng mà ngoài cái độ tuổi tiềm năng của mình. Ok, có một cái tính năng rất hay nữa, đó là mình có thể kết hợp được nhiều cái điều kiện với nhau. Ví dụ mình kết hợp cái điều kiện là sinh năm 1999 này và 1998 và 1997 chẳng hạn đi. Đó thì nó sẽ đúng với ba điều kiện này. Thì mọi người lọc ra một lúc luôn và mình sẽ hủy bạn một lúc luôn. Đó, như vậy thì mình sẽ đỡ tốn công hơn. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cái tính năng lọc một cái điều kiện là giới tính này, là độ tuổi này, là địa điểm trong một cái đối tượng bất kỳ, hoặc là mình có thể hủy bạn trực tiếp, tức là mình lọc trực tiếp, lọc bạn bè trực tiếp trên cái phần mềm này luôn và hủy bạn tới những đối tượng mà không tiềm năng mình loại bỏ đi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.